là màn hình đầu tiên trên thế giới có tần số quét 360 hạc độ phân giải Full HD sử dụng tấm nền IPS kết hợp với công nghệ NVIDIA G-Sync, thì Acer ROG Swift 360 hạc thuộc phân khúc màn hình cực cao cấp với mức giá gần 20 triệu đồng. Nhìn vào thiết kế thì Acer xây dựng màn hình rất tốt, chân đế được làm bằng chất liệu kim loại cao cấp ở bên trong và phần còn lại được làm bằng nhựa, với thiết kế hình chữ V cực tiết kiệm không gian, cho phép các bạn di chuyển bàn phím và chuột đến gần màn hình hơn, giải phóng cho không gian chơi game của các bạn nhiều hơn. Ba cạnh viền màn hình siêu mỏng, không có khung viền giúp các bạn có thể dễ dàng ghép hai thậm chí là ba màn hình, vừa có thể để làm việc giải trí vừa có thể chơi game. Viền màn hình cạnh dưới hơi dày nhưng bù lại Acer trang bị một lớp phủ không phản chiếu đặc biệt ở viền dưới, giúp giảm phản xạ trên màn hình, và đèn báo định vị lại sẽ được đặt ở phần dưới khung chống chói, vì thế các bạn sẽ không bị phân tâm trong tầm nhìn khi đang sử dụng màn hình để có thể chơi game. Giống hầu hết các sản phẩm dòng màn hình ROG của Acer thì màn hình này được thiết kế theo phong cách cực game thủ. Nhìn vào mặt sau của sản phẩm, logo ROG được đặt lệch về một góc với màu đỏ vô cùng nổi bật kết hợp với các họa tiết hoa văn đậm chất gaming. Với công nghệ Acer Aura Sync Lighting thì ở mặt sau màn hình này có một dải LED RGB chiếu sáng xung quanh và có thể đồng bộ hóa với các thiết bị ngoại vi hỗ trợ Aura khác. Cũng ở mặt sau, góc bên phải màn hình hiển thị sẽ được điều khiển thông qua các nút chuyển đổi với các tính năng của Acer như là bộ đếm thời gian, bộ đếm FPS, công cụ căn chỉnh màn hình, bộ lọc tăng cường để điều chỉnh màu sắc. Cổng kết nối khá đầy đủ khi có hai cổng USB Type-A, một cổng DisplayPort, một cổng HDMI, một jack audio combo và không tích hợp loa. Có một điều mình cần lưu ý với các bạn là mặc dù tần số quét lên đến 360Hz, nhưng mà nếu các bạn muốn đạt được tần số quét này thì các bạn cần phải sử dụng cổng kết nối DisplayPort, còn nếu như sử dụng HDMI thì chỉ được giới hạn ở mức 240Hz mà thôi. Với giá đỡ thiết kế công thái học thì khi sử dụng mẫu màn hình này, các bạn có thể điều chỉnh độ cao, nâng lên, hạ xuống, xoay sang hai bên, điều chỉnh độ nghiêng và đặc biệt là có thể xoay dọc màn hình một góc 90 độ. Nói về tính năng và các công nghệ thì ROG Swift 360Hz là mẫu màn hình lý tưởng cho toàn bộ các tựa game với tốc độ phản hồi G2G chỉ 1ms, độ trễ cực kỳ thấp cộng với hiệu suất bộ xử lý G-Sync cung cấp cho các bạn trải nghiệm chơi game cực kỳ mượt mà, không bị xé hình ở tốc độ làm mới lên đến 360Hz, độ mờ chuyển động sẽ cực kỳ thấp. Công nghệ NVIDIA Ultra Low Motion Blur sử dụng đèn nền để giảm hiện tượng nhảy chuyển động và HDR10 sẽ mang lại độ tương phản cao hơn, hình ảnh mịn, sắc nét cũng như là chân thực hơn. Công nghệ Game Plus và Game Visual độc quyền của Acer được phát triển từ các ý kiến đóng góp từ các game thủ chuyên nghiệp, cho phép người chơi thực hành và cải thiện kỹ năng chơi game của mình. Công nghệ ánh sáng xanh siêu thấp không chập chờn mang đến một trải nghiệm chơi game thoải mái dù là các bạn có nhìn màn hình trong một khoảng thời gian dài. Nếu như các bạn đang tìm kiếm một mẫu màn hình gaming thực sự từ thiết kế cho đến hiệu năng trải nghiệm mà tiền không thành vấn đề thì Acer ROG Swift 360Hz chắc chắn là sự lựa chọn không thể hợp lý hơn, thì link sản phẩm mình sẽ để ngay dưới mô tả của video nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này, và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.